Vâng, em Thảo đồ nông nghiệp gửi lời chào tới các bác nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác một cái dòng dây uốn cây, cũng là một cái mẫu mà chắc chắn các bác làm cây cảnh nào cũng cần. Dây hôm nay thì em sẽ có dây mạ đồng và dây mạ đen. Thì bên đại lý em thì tất cả những cái dụng cụ làm cây này thì một ngày em sẽ đăng tải 1-2 video để các bác nhà mình được lựa chọn. Dây đen thì em có nói luôn, dây đen nó sẽ có hai loại nhé. Nhưng bên đơn vị em chỉ bán một loại một thôi, là cái dòng dây mềm dẻo. Thì em sẽ có đủ các kích thước ly từ 1 cho tới 8. Đấy, đây là dây 3 ly này các bác này. Đây này là dây 2 nhá. Đấy. Và với các bác mà mới chơi cây mà đang muốn mua dây uốn cây thì tốt nhất các bác hỏi những bác mà đã chơi rồi xem là cái dây nào là phù hợp nhất. Bởi vì khi nhìn trên hình như này là các bác cũng không định hình được nó to bằng từng nào đâu. Đấy, nhìn nó hơi khó nhá. Và dây mạ đồng. Dây mạ đồng thì bên cơ sở em Thảo sẽ có từ 1 ly rưỡi cho tới 3 ly. Đây các bác này, cái dây này là dây 1 ly rưỡi này. Đấy, dây mạ đồng. Thì tùy thuộc theo các bác sử dụng thôi nhá. Có những bác thì lại chuyên dùng dây đen, có bác thì chuyên dùng dây mạ đồng. Với cái dòng dây này thì bên đơn vị em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đấy, bác nào mà mua 10kg thì em sẽ miễn phí ship. Còn các bác là mua ít hơn thì các bác mất mấy chục nghìn tiền ship thôi. Đấy, đây một góc nhỏ nhá. Và đây là những cái dụng cụ để đi đánh cây. Dầm quốc thuổng. Thì em ấy chi tiết về từng mẫu một nhé. Đây là cái mai này. Cái mai này là cái mai bên em sẽ hàn cả cán bằng ống tuyếp 34. Tổng chiều dài của cả lưỡi cả cán là 1m4, tương đối là dài. Cái mai này là mai dành cho các bác nhà mình sắn đất bừa đất nhé. Nó có một cái độ rất chi là dày để các bác nhà mình làm thoải mái. Và em có nói luôn, tất cả những cái dụng cụ, ví dụ như là những cái dầm đánh cây, dầm thẳng, dầm tròn này thì đều là nhíp ô tô 100%, nhưng riêng cái lưỡi mai đó là thép cán nhá. Bởi vì sao? Khi các bác mà bửa đất lặng ấy, thì cái thép cán này nó mới chịu lực được. Còn thép nhíp mà các bác mà bửa lặng mà với cái độ bản to như kia thì sẽ không bửa được. Đấy là em cũng đã kinh nghiệm rất là lâu để làm nên một chiếc mai tốt để cho các bác nhà mình làm vườn. Và với cái mai này thì bên đơn vị em đang gửi từ các bác giá sẽ là 300.000 trên một mai cả cán này nhá, miễn phí ship. Còn các bác mà cần cái mai mà cả độc lưỡi không như này thì em sẽ gửi độc lưỡi nhé. Đây quay tận tường này cho các bác xem. Lưỡi không là 250.000 một lưỡi, miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và đây là cái mẫu dầm chuyên nghiệp đánh cây này. Đây là cái mẫu dầm chuyên nghiệp đánh cây loại to nhất, là ống tuyếp 34. Tổng chiều dài sẽ là 1m2. Cái kích thước phù hợp nhất đây các bác nhé, 1m2, rất chi là dài. Đấy các bác nhìn, 1m2 này thì em sẽ có 4 loại này. Cái 1m2 và cái cỡ đại này thì giá của nó đang là 350.000 trên một chiếc. Em Thảo sẽ miễn phí ship. Còn cái thứ hai này nhỏ hơn một chút là nó là 300 này. Và đây là cái mẫu dầm đánh cây. Dầm đánh cây thì em có sẽ có dầm chuối và dầm cổ tròn. Ở đây tất cả là cái đều là cái mẫu hàng đặt hết nhá. Cho nên đợt này bên đơn vị em sẽ làm rất dày, 4 cân một cái. Có cái hơn 4 cân cơ. Thì giá trị của nó sẽ là 400 một cái. Và em sẽ miễn phí ship. Hàn quán toàn bộ cho các bác bằng ống 34. Và dài là 1m4 của hai cái mẫu này nha các bác nhé. Đấy, còn cái này thì nó chỉ 1m2 thôi. Dầm chuyên nghiệp đánh cây chỉ 1m2 thôi. Đấy, đây là cái dầm bản thẳng cổ tròn này. Đấy, còn cái bên này là gọi là cái dầm chuối này. Đấy, và nếu như các bác mà muốn mua, đây là cái dầm bản thẳng này thì em đang nó không tìm được cái hàn cán đâu. Đấy, một cái mẫu nữa là cái mẫu dầm bản thẳng. Đây là mẫu bản thẳng nhá. Đấy, nó sẽ như thế này này. Đấy, rất chi là dày. Tất cả cái chiều dày. Cái này thì tất cả những lưỡi này thì em sẽ bán là lưỡi là 350, hàn cán là 400, dầm bản thẳng. Dìu. Dìu em có rất nhiều loại đấy các bác nhá. Dìu thì có từ 200, 250, 300. Dìu hàn cán cũng có mà lưỡi không cũng có. Và nếu như các bác mà muốn nhu cầu về những cái lưỡi không ấy thì em sẽ có đủ các loại để phục vụ các bác nhà mình. Đấy, đây là những cái lưỡi dầm này. Độc lưỡi không đấy nhá, bởi vì nhu cầu các bác rất nhiều, các bác muốn sử dụng cái lưỡi không như này thôi. Đây là cái lưỡi cổ tròn này. Loại hàng đặt em đang bán là 350.000 trên một lưỡi, miễn phí ship. Đấy, trọng lượng của nó rất là dày, trên 2 cân rưỡi, trên 2 cân rưỡi gì đấy các bác ạ, rất là dày. Đấy, đây là cái lưỡi dầm cổ tròn đây hàn này, lưỡi dầm chuối các loại luôn. Dây nhá, hộp đạn, em chi tiết một chút về hộp đạn, bởi vì một cái video em sẽ tổng hợp vài món như này để các bác nhà mình được tham khảo. Hộp đạn thì em sẽ có 4 kích thước đây, 4 kích thước. Kích thước số 1. Đấy, bác nào đang quan tâm về mẫu hộp đạn này, đợt này em sẽ lấy toàn hộp đạn dày nhá. Dày so đợt trước là 3-4 lạng một cái đấy. Ví dụ như cái hộp đạn này, chiều dài của nó tầm 30cm. Tất cả thì nó là hàng rất chi là tốt, bộ quốc phòng đấy các bác nhá. Nhìn cái lắp mở của nó này.
và nó sẽ có giòn chống chống ướt đấy. Ôi chết rồi, rơi mất cây này. Cái số 1 này thì bên đơn vị em Thảo đang gửi tới các bác, giá sẽ là 340.000 trên một cái, em miễn phí ship nhé. Hàng loại 1 luôn các bác ạ, rất chỉ là dày dặn và đẹp. Và cái thứ hai, kích thước của nó nào, kích thước của nó cũng tầm 30 nhé các bác nhé, trên 30 một chút xíu thôi. Và cái rộng này của nó thì nó sẽ rộng 15 cm. Đấy, nó sẽ là 440.000 trên một cái. Cái thứ ba, cái thứ ba này tuyệt đẹp luôn các bác này. Nó tầm độ 33 cm nhé các bác nhé. Rộng, rộng chắc là rộng độ 19 cm, 18-19 cm đây. Đấy, lấy cái hộp này. Chuẩn đẹp nhé các bác nhé, đẹp vô cùng luôn đấy. Cái này em đang gửi tới các bác là 550.000 trên một cái. Và tiếp tới là cái dài nhất là cái số 4 này. Đây, cái số 4 này đặc biệt nó khác, là mở hai đường ngang này. Đây một lối và bên này một lối này. Mở ngang và nó không có quai sách nhé. Đặc biệt với những cái thùng này thì khi các bác mà đi làm ở ngoài vườn, các bác có thể thay thế một chiếc ghế ngồi giải lao luôn. Thay thế một chiếc ghế luôn. Đấy, ngồi giải lao trên bề mặt này. Rất chỉ ok. Cái này trọng lượng của nó lên tới 6,5 cân một cái nhé, nặng hơn lần trước nửa cân. Thì giá của nó đang là 650.000 trên một cái cỡ số 4 này. Em đánh số hết nhé, nhỏ nhất là 1, 2, 3, 4. Và các bác muốn xem chi tiết và cụ thể hơn ở những cái mẫu hộp đạn này, vào Zalo của em qua đầu số điện thoại em để ngay cái cạnh tiêu đề của cái video này. Và các bác mà đang quan tâm tới tất cả dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn của bên đại lý nông nghiệp bên em, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh là Lũ Đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như là để lựa chọn những cái dụng cụ hay nhất của bên em. Đây là những mẫu xẻng xi măng này. Xẻng xi măng này nhá, em sẽ có cả xẻng vuông, cả xẻng tròn. Loại này rất là ok, hàng hôm nay em cũng mới về được số lượng không nhiều đấy. Cái này thì giá của nó là 250 một cái, em miễn phí ship. Thế thì đơn vị em là một đại lý chuyên về đồ nông nghiệp và đồ làm cây cảnh. Em sẽ nhận hàng và ship hàng trên toàn quốc. Khi các bác xem được cái video này nhà em thì chắc chắn các bác đã tìm được một đại lý chính chuyên phân phối trên mọi miền Tổ quốc và sẽ nhận gửi lẻ đến tận nhà các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.